Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể quý vị đang theo dõi bản tin An Viên 24 giờ được phát sóng trên kênh truyền hình An Viên. Bản tin hôm nay ngày 10 tháng 1 năm 2022 sẽ có những nội dung chính như sau. Nhân kỷ niệm ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo, các cơ sở tự viện trên cả nước đã có nhiều hoạt động hướng về sự kiện thiêng liêng này. Ban Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh họp thảo luận các Phật sự cuối năm, tập trung vào chăm lo Tết giúp người dân khó khăn. Khám phá tinh hoa của làng nghề đúc đồng Trà Đông, có hình ảnh chiếc trống đồng truyền thống. Thưa quý vị, hôm nay mùng 8 tháng 12 âm lịch là ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo, hay còn gọi là Bodhi Day, một trong bốn sự kiện trọng đại nhất của cuộc đời Ngài. Trong niềm vui và hân hoan, người Phật tử khắp nơi hướng về Ngài với tất cả lòng thành kính. Bản tin An Viên 24 giờ xin được dành một phần thời lượng để truyền tải không khí này tại các tỉnh thành trên cả nước. Vào tối hôm qua ngày mùng 9 tháng 1, nhằm ngày mùng 7 tháng 12 âm lịch tại Chùa Quán Sứ Hà Nội, trụ sở Trung ương Giáo hội, lễ kỷ niệm Đức Phật thành đạo đã diễn ra với khóa lễ tụng kinh chuyển Pháp Luân, cầu mong dịch bệnh tiêu trừ, mọi người được an lạc. Từ chiều ngày 7 tháng 12 âm lịch, nhiều Phật tử trẻ đã có mặt tại Chùa Quán Sứ, hỗ trợ thiết trí trang hoàng chính điện, thắp hoa đăng, bày tỏ tâm thành tri ân đối với Bậc Đạo Sư đã giác ngộ. Nương theo lời dạy sâu sắc của Ngài là điều mà mỗi người luôn ghi nhớ để tiến bước trên hành trình tu tập, chiến thắng tự thân. Tôi cảm thấy rất là xúc động và hân hoan trong những cái ngày như thế này. Không những riêng mình tôi mà Phật tử trong cả nước đều hân hoan chào đón mừng ngày mà Đức Phật là một bậc giác ngộ, chỉ ra cho con đường cho chúng sinh được an vui và hạnh phúc. Trước tôn tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Chư Tôn Đức đã thuyết giảng về ý nghĩa ngày Đức Phật thành đạo hay còn gọi là Bodhi Day, khơi dậy hạt giống thiện lành trong mỗi người. Nghi thức tụng kinh chuyển pháp luân trang nghiêm cũng diễn ra để cầu nguyện cho quốc thái dân an, dịch bệnh tiêu trừ. Mùng 8 tháng 12 là ngày kỷ niệm Đức Phật Thích Ca thành đạo. Đây là một cái mà Ngài đã chứng ngộ được trong cái thân tứ đại. Và Ngài đã thấu hiểu được cái thống khổ của chúng sinh. Cho nên Ngài đắc đạo để cứu độ cho tất cả các chúng sinh. Cũng cầu mong Đức Phật ban phúc độ trì cho tất cả nhân dân Phật tử ở khắp và trên thế giới đều được thấm nhuần ân đức của Ngài. Khóa lễ được tổ chức nội bộ và phát trực tuyến trên trang fanpage truyền hình An Viên để đông đảo Phật tử theo dõi và hướng tâm thành về Đức Thế Tôn tại Tư Gia. Nhân sự kiện giác ngộ thiêng liêng của Ngài, Chư Tôn Đức và quý Phật tử đã dâng hoa đăng, nhiễu Phật, nguyện cầu mọi khó khăn sẽ qua đi. Trong khi đó, tại Chùa Linh Quang, trụ sở Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Điện Biên, toàn thể Chư Tôn Đức cùng quý Phật tử đồng niệm danh hiệu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và dâng hoa cúng dường Ngài thành đạo. Dịp này, Chư Tôn Đức đã chia sẻ ý nghĩa về sự kiện giác ngộ của Đức Phật và nhắn nhủ các Phật tử không ngừng nỗ lực tu tập để xứng đáng là một Phật tử chân chánh. Điểm nhấn của buổi lễ là nghi thức truyền đăng mang ý nghĩa truyền trao ánh sáng giác ngộ và nguyện cho người dân an vui, hạnh phúc. Còn tại chùa Đống Cao, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa, lễ Phật thành đạo đã được tổ chức trang trọng nhằm tri ân và tôn vinh sự kiện Đức Phật thành tựu vô thượng chánh đẳng, chánh giác với các nghi thức tâm linh, dâng hoa, dâng hương cúng dường, tụng kinh và chia sẻ pháp thoại. Dịp này, chùa Đống Cao cũng đã trao quà cho các hộ gia đình khó khăn và người già neo đơn tại địa phương với mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng. Cũng với ý nghĩa trên, tại tỉnh Quảng Ninh, sáng ngày hôm nay mùng 8 tháng 12 âm lịch, Chư Tôn Đức Tăng Ni cùng Phật tử đã thành kính kỷ niệm Đức Thích Ca Mâu Ni thành đạo. Đây là dấu mốc lớn trong lịch sử của Ngài để nhân loại hướng về nhằm thăng hoa đời sống tâm linh. Khác với hàng năm, khóa lễ diễn ra ngắn gọn
trong nội bộ để đảm bảo an toàn phòng chống dịch và khép lại bằng nghi thức thắp nến đảnh lễ hồng danh Đức Phật Thích Ca, nguyện cầu thế giới hòa bình, an lạc. Trước đó, tại tỉnh Quảng Nam, lễ Phật Thành Đạo cũng đã được Ban Hoằng Pháp và Ban Thông tin Truyền thông Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tổ chức vào tối qua ngày 7 tháng 12 âm lịch tại Chùa An Lạc, thành phố Hội An, với quy mô hạn chế để đảm bảo giãn cách trong bối cảnh dịch bệnh. Tuy vậy, các nghi thức vẫn được thực hiện đầy đủ, đồng thời truyền hình trực tiếp để đáp ứng nhu cầu tâm linh của người dân và Phật tử địa phương. Riêng với thành phố Đà Nẵng, theo truyền thống, lễ Đức Phật Thành Đạo đã diễn ra vào sáng ngày 8 tháng 12 âm lịch tại Phật Đài Chùa Quang Minh, quận Liên Chiểu. Tại buổi lễ, Chư Tôn Đức cùng quý Phật tử cử hành nghi thức tâm linh, niêm hương bạch Phật, thành tâm đảnh lễ đấng toàn giác. Sự kiện Phật Thành Đạo có ý nghĩa lớn lao đối với mỗi người con Phật. Đây là dịp để thực hành đời sống thanh tịnh, diệt trừ tham sân si, chia sẻ yêu thương để đón nhận phút giây thảnh thơi, an yên và giải thoát. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, khóa lễ diễn ra nội bộ, giới hạn số lượng Phật tử tham dự, công tác phòng chống dịch đều được thực hiện nghiêm túc. Thưa quý vị, hòa chung vào không khí trang nghiêm hỷ lạc của ngày Đức Phật Thành Đạo, Chùa Long Hưng Đông Anh Hà Nội đã tổ chức lễ quy y Tam Bảo cho học viên lớp Phật học. Buổi lễ được tổ chức với quy mô nhỏ, vừa đảm bảo an toàn phòng dịch, vừa đáp ứng nguyện vọng trở thành đệ tử Phật, nương tựa Tam Bảo, hướng tới nếp sống hạnh phúc và an lạc. Bên trong chính điện Chùa Long Hưng Đông Anh Hà Nội, không gian thiêng liêng, thiết trí trang nghiêm. Còn bên ngoài, ngay từ sớm, các Phật tử đã có mặt, test nhanh COVID-19, khử khuẩn và đo thân nhiệt để dự lễ quy y được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến, đáp ứng nguyện vọng chính thức trở thành đệ tử của Đức Phật. Ở đây thì các thầy và ban tổ chức rất là chu đáo. Ở trong giảng đường ấy thì các ghế mà cho các Phật tử ngồi để làm lễ thì được đặt cách xa khoảng 2 mét, đủ đảm bảo cái khoảng cách để mà có thể phòng dịch bệnh ấy. Vào đây và làm lễ ở trong giảng đường thì mình rất là yên tâm về cái công tác phòng dịch tại chùa. Sau khi nghe giải thích về ý nghĩa quy y Tam Bảo và hướng dẫn các nghi thức cho khóa lễ, toàn thể Phật tử đã được Đại Đức Thích Quảng Lâm, Phó trụ trì chùa Long Hưng cùng Chư Tôn Đức truyền Tam Quy Ngũ Giới, thành kính phát nguyện thọ trì nhằm thăng tiến trong đời sống tâm linh. Trong ý nghĩa về ngày Phật Thành Đạo thì thường tổ chức lễ quy y Tam Bảo. Trong khi chờ đợi cả năm thì nhà chùa mới cố gắng là tổ chức quy Tam Bảo hình thức là online là chính, offline chỉ một số vị. Bởi vì người ai cũng mong muốn mình có ngôi nhà tâm linh để nương tựa. Trong cái tinh thần này thì các quý thầy là có những buổi giảng pháp online liên tục buổi tối để mà chia sẻ cái niềm hân hoan cho các Phật tử khắp mười phương. Dịp này, toàn thể đại chúng đã trang nghiêm tụng kinh cầu an, kính mừng ngày Đức Thế Tôn thành tựu đạo nghiệp tối thắng, vô thượng Bồ Đề. Thưa quý vị, cùng với không khí linh thiêng mùa thành đạo, người Phật tử tại các tỉnh thành cũng trang nghiêm hướng về sự kiện đặc biệt này. Do vẫn còn ảnh hưởng vì đại dịch, người Phật tử có nhiều cách khác nhau để thể hiện tâm thành kính, đầy đủ các nghi thức trang nghiêm nhưng vẫn đảm bảo an toàn sức khỏe. Do tình hình dịch bệnh tại Hải Dương chưa ổn định, nên ngày Phật Thành Đạo năm nay, gia đình Phật tử Ngọc Hòa đã quyết định tổ chức kỷ niệm ngay tại nhà. Từ sớm, Phật tử Ngọc Hòa cùng các con đã dọn dẹp ban thờ Phật, chuẩn bị đầy đủ vật phẩm, trang nghiêm và thanh tịnh nhất. Mặc dù có chút tiếc nuối vì không thể lên chùa, nhưng mỗi thành viên trong gia đình đều thành tâm hướng về sự kiện giác ngộ Đức Phật. Do cái dịch bệnh COVID vô cùng phức tạp, cho nên là chúng tôi đã tổ chức lễ Đức Phật Thành Đạo tại nhà để vừa là giữ gìn sức khỏe cho chính những người trong gia đình và cũng là tránh cho cộng đồng, tránh được những sự lây lan để giúp mà vẫn đem lại những cái giá trị về những cái sự tri ân và cảm ơn ân đức của Đức Phật với từng thành viên trong gia đình với Đức Phật. Việc tổ chức lễ Phật Thành Đạo tại gia cũng là dịp để những người trẻ như em Nguyễn Minh Xuân Phương có thể chiêm nghiệm, học hỏi được rất nhiều điều ý nghĩa từ cuộc đời của Đức Thế Tôn, cũng như có thêm nhiều thời gian hơn để ở bên gia đình.
cái không gian mà tất cả gia đình cùng tụ lại, cùng ở đây và cùng hướng đến Phật Pháp và ngay tại cái ban thờ của nhà mình thì đúng là một cái cảm giác kiểu chắc là rất rất lâu rồi thì đây là lần đầu tiên mà em cảm thấy vui và hạnh phúc như thế này. Vừa là kết nối với cái ngày lễ Phật đản là cái ngày lễ mà Phật thành đạo để có những cái tư tưởng, có những cái chân lý của Ngài để mình hành và áp dụng ngay vào cuộc sống hàng ngày. Khác với gia đình Phật tử Ngọc Hòa, gia đình của Phật tử Giác Phước Hạnh lại hướng đến ngày lễ lớn của Phật giáo trong mùa dịch bằng cách theo dõi khóa tu Phật thành đạo do Phân ban Đào tạo Giảng sư Ban Hoằng pháp Trung ương tổ chức bằng hình thức trực tuyến. Từ những câu chuyện về Đức Phật do Chư Tôn Đức Giảng sư chia sẻ, Phật tử Giác Phước Hạnh mong muốn các con có thể hiểu hơn về cuộc đời, lời dạy của Đức Thế Tôn. Khi các con biết tự mình viết ra những cái lời phát nguyện gửi đến Đức Phật thì đó là một cái ý thức, trước hết là cái ý thức rất là tốt đối của các con trong đối với cái cuộc sống của mình. Khi mà áp dụng lời dạy của Đức Phật thì các con sẽ trở thành những người sống có trách nhiệm, sống lương thiện, từ bi và biết bao dung hơn với mọi người xung quanh, sẽ đối xử tốt hơn với tất cả mọi người trong gia đình, xã hội cũng như là những người mà các con đã gặp trong cuộc sống của mình. Nằm trong khuôn khổ khóa tu, Phật tử Giác Hà An cùng em trai còn tham gia cuộc thi viết lời phát nguyện Bồ Đề Tâm dâng lên Đức Phật. Đây là hoạt động rất ý nghĩa, đặc biệt với những bạn trẻ như Giác Hà An khi tự tay viết lên những lời phát nguyện hướng tới điều tốt đẹp trong cuộc sống, nương theo những lời dạy của Đức Phật. Dạ, khi mà tham gia viết cái lời phát tâm này gửi cho Đức Phật thì cái đấy là những cái lời mà từ trong lòng của em và nó cũng như là một mục đích sống của em. Và em thấy là Phật Pháp thì đã giúp cho con người ta đi đúng hướng hơn và định hướng con người ta đến với ánh sáng. Và Đức Phật thì là một người vô cùng là từ bi và là một tấm gương sáng để cho em noi theo ạ. Ngày Phật thành đạo từ lâu đã trở thành thời khắc quan trọng. Nếu như mọi năm, người con Phật có thể đến chùa, thì năm nay, mỗi người Phật tử cùng gia đình sum họp, chia sẻ niềm tin Phật Pháp, cùng tĩnh tâm chiêm nghiệm về bản thân. Như vậy, ngày lễ Phật thành đạo trong bối cảnh dịch COVID-19 không bị mất đi ý nghĩa, mà còn là cơ hội cho mỗi người tự điều chỉnh và tu tập để thân tâm an lạc, hướng đến điều vui tươi. Hướng về ngày Phật thành đạo mùng 8 tháng 12 âm lịch, bên cạnh các khóa tu, cuộc thi, Chư Tăng và nhóm Phật tử thiện tâm chùa Linh Quang, tỉnh Điện Biên chung tay chế biến những suất cơm yêu thương gửi đến những bệnh nhân nghèo tại địa phương. Trong căn bếp rộng chừng vài chục mét vuông, tại địa điểm nấu cơm của nhóm thiện tâm Điện Biên, Chư Tăng Phật tử chùa Linh Quang, mỗi người mỗi việc, khẩn trương chuẩn bị những suất cơm yêu thương. Thực phẩm luôn tươi mới và một phần là do Phật tử nhóm thiện tâm ủng hộ. Bản thân chúng con chỉ cùng với tất cả các Phật tử thì là dâng những bữa cơm, miếng cơm ngon để giúp đỡ các bạn bệnh nhân là làm điều trị rất là dài ngày ạ. Để mỗi một ngày để giúp được phần nào cho các bệnh nhân để đỡ một phần khó khăn để về với gia đình được an lạc. Khác với sinh hoạt thường ngày nơi tự viện, Chư Tăng chùa Linh Quang hôm nay dành thời gian vào bếp và thuần thục chế biến các món ăn. Mọi công đoạn đều đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Đặc biệt, 150 suất cơm được trao đi lần này càng ý nghĩa hơn khi được thực hiện để kính mừng ngày Đức Phật thành đạo mùng 8 tháng 12 âm lịch. Mỗi suất ăn với đầy đủ những dưỡng chất cần thiết cho bệnh nhân thì Chư Tăng và Phật tử muốn truyền trao một cái thông điệp là hãy đến với nhau để tạo ra sức mạnh của sự thương yêu và hiểu biết. Cảm ơn với lại nhóm thiện tâm của Điện Biên, chùa Linh Quang ạ. Đã đến nhà hảo tâm và đã đến thăm bệnh viện và trao những suất quà, những bữa cơm yêu thương cho con trai, những yêu thương cho các bệnh nhân. Và bữa cơm mà rất chỉ là ngon là bệnh nhân là rất là cảm ơn. Trong không khí ấm cúng, đoàn thiện nguyện trao cơm đến bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Tâm thần, Bệnh viện Lao và bệnh nhân chạy thận ngoại trú trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Dù nấu ăn vất vả, nhưng nhìn gương mặt vui vẻ đón nhận những suất cơm,
càng làm chư tăng Phật tử chùa Linh Quang và nhóm thiện tâm thêm động lực tiếp tục chương trình ý nghĩa. Trong khi đó, giữa mùa vui thành đạo mùng 8 tháng 12 âm lịch, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội đã tổ chức hội thao dành cho tăng ni sinh gồm nhiều môn thi đấu như kéo co, cầu lông, nhảy bao bố và cắm trại. Đây là hoạt động tiêu biểu thường niên của học viện giúp tăng cường tinh thần đoàn kết, lục hòa cộng trụ trong tăng ni sinh viên. Bên cạnh các môn thể thao như đá bóng, cầu lông, hội thao còn có các trò chơi dân gian như nhảy bao bố, nấu cơm thi. Đặc biệt, năm nay Chư Tôn Đức Học viện, Viện trưởng Hòa Thượng Thích Thanh Quyết và Hòa Thượng Thích Thanh Đạt cũng tham gia kéo co để cổ vũ khích lệ tăng ni sinh. Hội thao năm nay thì có nhiều vị hòa thượng đã ra khai mạc và đứng hai đầu dây để kéo co cùng với tăng ni sinh. Cái điểm này khác hơn mọi năm và chúng tôi cảm thấy nhiều vị hòa thượng ra thể hiện các cụ quan tâm học sinh hơn, gần gũi học sinh hơn, và đây cũng là một cái dấu ấn để cho tăng ni sinh học viện khóa 8 ra trường sẽ nhớ mãi những cái ngày cuối cùng tại học viện. Ngoài ra, 6 lớp học viện cùng 2 khối liên thông và cao đẳng đã dựng lên 5 khu trại theo các chủ đề Phật thành đạo, tính không bát nhã, Phật giáo trúc lâm, 40 năm Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội và thiền trà. Các trại sẽ được Chư Tôn Đức điều hành học viện chấm dựa trên sự trang trí, thiết kế và bài thuyết trình theo chủ đề. Kết quả trại của lớp HV1 và HV2, tính không bát nhã đã giành giải nhất. Tất cả các vị tăng ni sinh đều đã rất là nỗ lực, sáng tạo, trang trí các cái trại có thể nói là hết sức ý nghĩa. Nó mang cái đậm cái văn hóa Phật giáo, cái văn hóa truyền thống của Việt Nam chúng ta. Và các vị đã có các cái bài thuyết trình, có các cái vở kịch mà mang đậm cái tính giáo dục, tính nhân văn. Và qua đây thì chúng ta có thể là học hỏi được rất nhiều điều với những cái sự sáng tạo của các vị tăng ni sinh Học viện Phật giáo Việt Nam ở tại Hà Nội. Hội thao nhân ngày Phật thành đạo không chỉ là dịp để chư tăng ni sinh tăng cường tình đoàn kết, hòa hợp, mà còn là cơ hội để nhắc nhớ về tinh thần và giá trị giác ngộ của Đức Phật. Trước đó, tối hôm qua ngày 7 tháng 12 âm lịch, Học viện đã cử hành các khóa lễ tâm linh như nhiễu Phật, thuyết giảng về ý nghĩa ngày Phật thành đạo. Bản tin sẽ được tiếp tục với một số tin tức Phật sự đáng chú ý khác. Sáng nay ngày 10 tháng 1 tại Việt Nam Quốc Tự, Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đã họp thảo luận các Phật sự cuối năm, tập trung vào chăm lo Tết giúp người dân khó khăn. Tại đây, Chư Tôn Đức Ban Thư ký đã báo cáo công tác chuẩn bị lễ tổng kết hoạt động Phật sự năm 2021, triển khai phương hướng năm 2022 của Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến diễn ra vào ngày 16 tháng 1 tới đây. Trưởng lão Hòa thượng Thích Chí Quảng, quyền pháp chủ, trưởng ban trị sự, chỉ đạo tặng bằng tuyên dương công đức đối với những tập thể, cá nhân có những cống hiến tích cực trong hoạt động từ thiện, tổ chức bếp ăn, tình nguyện viên hỗ trợ người dân phòng chống COVID-19. Về hoạt động chăm lo Tết cho người nghèo, Ban Từ thiện Xã hội Phật giáo Việt Nam thành phố cho biết sẽ tặng quà Tết tại Việt Nam Quốc Tự, chùa Phổ Quang, mỗi nơi 500 phần quà. Chùa Thanh Tâm sẽ do ni sư Thích Nữ Như Nguyệt phụ trách. Ngoài ra, ban cũng chuẩn bị 5.000 phần quà gửi tới các ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh thành để chăm lo Tết đồng bào Tây Bắc và các địa phương khác. Tiếp theo là những thông tin về Đại hội Phật giáo cấp huyện tại tỉnh Quảng Bình và ra mắt Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp huyện tại Quảng Trị. Sáng nay ngày 10 tháng 1 tại Quảng Bình đã diễn ra hội nghị tổng kết Phật sự 4 huyện Tuyên Hóa, Bố Trạch, Quảng Ninh và Lệ Thủy. Theo đó, bằng tinh thần đoàn kết, Phật giáo các huyện đã sáng tạo và thực hiện nhiều Phật sự quan trọng, đẩy mạnh công tác từ thiện xã hội, kịp thời giúp đỡ các đối tượng yếu thế với kinh phí gần 20 tỷ đồng. Tại đây, nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các huyện nhiệm kỳ mới được công bố do Đại đức Thích Quảng Phước, Đại đức Thích Thiền Bình, Thượng tọa Thích Phương Đạt, Thượng tọa Thích Đạt Đức lần lượt là trưởng ban trị sự các huyện Tuyên Hóa, Quảng Ninh, Lệ Thủy và Bố Trạch. Dịp này, tân ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Đồng Hới cũng ra mắt. Trước đó tại tỉnh Tây Ninh, tân ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thị xã Hòa Thành nhiệm kỳ lần thứ nhất 2021-2026 cũng được suy cử và ra mắt, gồm 5 thành viên do Đại đức Thích Thiện Nghĩa làm trưởng ban trị sự. Dịp này, các tập thể và cá nhân tiêu biểu về an sinh xã hội và giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương cũng đã được biểu dương.
Vừa qua tại Hà Nội, Ban chủ nhiệm kiêm Hội đồng biên tập dự án kinh điển Phương Đông đã họp tại Viện Trần Nhân Tông dưới sự chủ trì của Thượng tọa Tiến sĩ Thích Đức Thiện và Phó giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Cường, đồng Phó trưởng Ban chủ nhiệm kiêm Hội đồng biên tập dự án. Tại đây, báo cáo tổng kết năm 2021 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2022 của dự án đã được thông qua. Trong năm qua, dù chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng với sự giúp đỡ từ các đơn vị, cá nhân, dự án kinh điển Phương Đông đã từng bước đi vào ổn định. Theo đó đã hình thành bộ quy chuẩn, thể lệ dịch thuật, bộ từ vựng Phật học, thư viện kinh điển Phương Đông, xuất bản nhiều sản phẩm, sách tham khảo, hình thành đội ngũ dịch thuật đông đảo. Dự kiến trong năm 2022, dự án sẽ nghiệm thu, biên tập và xuất bản các sản phẩm dịch thuật đầu tiên. Được biết, dự án kinh điển Phương Đông được thực hiện trong 10 năm theo hai giai đoạn, từ năm 2019 đến năm 2029, với mục tiêu dịch thuật các bộ kinh Phật giáo, Nho giáo và Đạo giáo được trước tác, chú giải tại Việt Nam. Hôm qua ngày 9 tháng 1 tại Hà Nội, đã diễn ra hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên lần thứ 6, khóa 8, nhiệm kỳ 2019-2024. Đại đức Thích Nguyên Chính, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Giáo hội, Ủy viên Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã tham dự hội nghị. Thực hiện chủ đề công tác năm 2021, thanh niên khởi nghiệp lập nghiệp, các cấp hội đã hỗ trợ hơn 1,8 nghìn dự án đổi mới sáng tạo, giới thiệu hơn 684,5 nghìn việc làm. Bên cạnh đó, việc xây dựng tổ chức cơ sở hội được củng cố với hơn 526 nghìn hội viên, 593 tổ chức hội. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận công tác thi đua năm 2021, chủ đề năm 2022. Theo đó, trong năm 2022, hội tiếp tục chú trọng công tác phòng chống dịch, tham gia phục hồi kinh tế, tăng cường chuyển đổi số, giới thiệu, tư vấn việc làm cho thanh niên. Dịp này, Đại đức Thích Nguyên Chính đã nhận bằng khen của hội vì tích cực cho phong trào và các hoạt động vì thanh niên trong năm 2021. Xứ Thanh, miền đất có nền văn hóa Đông Sơn nổi tiếng, gắn với kỹ thuật chế tác đồ đồng đạt đến trình độ nghệ thuật cao thời các vua hùng dựng nước. Nghệ thuật đúc đồng đã in dấu trên mảnh đất này là sinh hoạt và nghề nghiệp quan trọng của người Việt cổ. Trong phần cuối của bản tin An Viên 24 giờ hôm nay, kính mời quý vị cùng khám phá những tinh hoa của làng nghề đúc đồng Trà Đông qua hình ảnh chiếc trống đồng truyền thống. Cách trung tâm thành phố Thanh Hóa 12 km về phía Tây, xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa là một vùng đất giàu truyền thống văn hóa và đặc biệt là nghề đúc đồng cổ truyền nổi tiếng. Qua nhiều thăng trầm, nghề đúc đồng ở làng Trà Đông vẫn được lưu giữ với những công đoạn thủ công truyền thống theo phương thức cha truyền con nối, trong đó phải kể đến nghệ thuật đúc trống đồng. Để làm được một chiếc trống đồng, nghệ nhân không chỉ dùng đôi tay mà còn phải thổi cả tâm hồn vào đó. Đây là cả một quy trình kỹ thuật phức tạp bao gồm nhiều công đoạn khác nhau, từ đắp lên khuôn, tạo hình, làm hoa văn, nung đốt. Cuối cùng đến lúc nấu đồng rót vào khuôn xong thì được sản phẩm, lúc đó mới đem ra làm nguội. Để làm ra một sản phẩm từ cái đồ dùng hay là cái sản phẩm như cái trống đồng thì tất cả giai đoạn đều rất quan trọng. Nó chỉ cần đi sai một khâu từ cũng hỏng sản phẩm. Làm được khuôn, nấu đồng đổ vào khuôn là lúc quan trọng nhất để quyết định sự thành công hay không là cái giai đoạn đó. Mỗi họa tiết, hoa văn được tạo tác trên bề mặt trống cũng là một tác phẩm tinh xảo, chứa đựng giá trị biểu tượng lớn lao. Từ tín ngưỡng thờ thần mặt trời qua họa tiết cánh sao ở chính giữa, những hình ảnh người, chim thể hiện cuộc sống phong phú của cư dân Đông Sơn, hay hình ảnh cánh chim lạc thể hiện tinh thần trở về với cội nguồn. Trống đồng còn được coi như một linh vật của người Việt cổ trong các lễ hội, là bộ sử bằng hình ảnh khi hệ thống chữ viết chưa hoàn thiện và phát triển. Người ta thích cái trống đồng là ngoài đã đẹp rồi, nhưng mà đã còn phải âm thanh này, thật kêu, thật như thế là trống hộ, là cả một công việc rất chi là kỳ công và đã qua nhiều năm kinh nghiệm thì mới làm ra được nhân phẩm như thế. Căn cứ kế hoạch của Ủy ban tỉnh thì Ủy ban huyện cũng đã có cái văn bản chỉ đạo đề nghị Ủy ban tỉnh công nhận là điểm du lịch cấp tỉnh, sẽ tạo ra cái tiềm năng thế lực cho cái ngành nghề truyền thống cổ truyền này phát triển, góp phần vào cái việc phát triển kinh tế chung của địa phương. Nghề đúc đồng không chỉ đòi hỏi trình độ tay nghề cao mà còn thử thách sự bền bỉ, kiên trì của những người thợ, người nghệ nhân. Với tinh thần khám phá, chiếm lĩnh kỹ thuật chế tác đồng thau của người xưa, những hậu duệ của làng đúc đồng Trà Đông vẫn tiếp nối mạch nguồn sáng tạo, đưa nghệ thuật đúc đồng đến với đỉnh cao mới.
Bản tin An Viên 24 giờ ngày hôm nay của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Cảm ơn thương hiệu Thaco đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.